xem được cái video này vào đúng cái lúc này thì rõ ràng đây là một thông điệp của vũ trụ luôn đấy. Bốn nguyên liệu thôi, không cần lò, không cần máy, đảm bảo ai cũng làm được luôn. Trứng đánh tan, trộn với đường, bột ngô và xíu vanilla nếu có cho thơm nha. Bác nào mà thích ăn ngậy hơn thì nhớ cho cả phô mai con bò cười, còn không có cũng không sao nha. Trộn đều hỗn hợp trứng với phô mai con bò cười, đun ấm sữa rồi sau đó thì đổ vào hỗn hợp trứng phô mai, lọc qua dây nếu thích và đun hỗn hợp ở lửa vừa. Các bác nhớ khuấy liên tục ấy nha, hỗn hợp đặc sệt lại là được. Sau khi đổ ra bát hoặc ra khuôn thì đậy lại để trong tủ lạnh qua đêm. Sáng hôm sau là nhìn nó núng nính như da em bé luôn. Công thức này sẽ cho ra thành phẩm bánh khá là đứng, không bị nhão. Bước cuối cùng chỉ cần róc bột cacao. Tại sao một trang web hay như thế này mà người Việt Nam chưa biết tới luôn? Nó cho phép bạn biến những bức tranh của con mình hoặc của mình thành những video chuyển động tùy ý theo sở thích. Đầu tiên chỉ cập trang web này, tiếp theo chọn một bức tranh bất kỳ nào đó, rồi sau đó lựa chọn chuyển động mà mình muốn. Ok, vậy là xong. Giờ thì bạn có thể tạo bất ngờ cho con mình hoặc bạn bè rồi nhé.
Có chuối Tết chưa? Let's see you in the next video.